Đây là cảnh con pet nhà em tên là Vũ. Một ngày khi mà con vật nuôi này bị phát điên lên nó sẽ như thế này. Nào, dậy mọi giờ. Vẫy tay đi. Chỉ nhe răng ra thôi. Mình có nổi tiếng thì được quay phim. Trời ơi, răng.